Xin chào cả nhà ơi. Bữa nay mùng 1 Tết các bạn ơi, thì bắt đầu thì có vô công việc làm ha. Bữa nay bắt đầu vô khai trương công việc. Đó, bữa nay mình chia sẻ các bạn về đi giật mít nha các bạn. Và loại bỏ những cái mít không mít luôn ha. Mới ha. Thì mình xin chúc toàn thể các bạn và cả nhà ha, gia đình sum vầy hạnh phúc ha. Và đầu năm mới mình làm thắng lợi mới nha. Thì trước Tết mình cũng đã đi giật xương qua một đợt các bạn. Hiện nay bắt đầu tập trung mình sẽ đánh mạnh luôn ha. Mình sẽ giật loại bỏ hết những bông sao này hết luôn ha. Thì mình có chia sẻ lúc trước các bạn, thì mình cũng có chừa lại một số cây nào mà sung ha, đủ lực. Thì mình để lại một trái ha, để duy trì cái tiền phân thuốc mình nuôi cây mít tới tháng 2, tháng 3 tới mình làm bông ha. Nói chung là chừa những cây lực các bạn, còn những cây yếu thì mình loại bỏ hoàn toàn hết ha. Thì đúng như mọi năm các bạn, thì múc vào tháng giêng á là mình đã loại bỏ hết rồi, không chừa trái nào trên cây luôn. Thì năm đó do tình hình là dịch bệnh đó các bạn, rồi Trung Quốc không có mở cửa đó, với cây mùa rất là rẻ nên mình không có để. Còn đối với năm nay các bạn thì thị trường Trung Quốc đã mở cửa rồi ha, thì bán cũng dễ dãi hơn lúc trước rồi đó. Thì mình cũng duy trì một số cây nào sung bự ha, để là mình bán lấy tiền tăng. Còn cây nào yếu thì mình loại bỏ hoàn toàn để mình làm bông trái nha, cho nó đủ lực để lấy trái. Thì đây là cách làm vườn mình đây đó giờ ha. Nó cũng tùy theo cái tình hình mỗi địa phương ha, mỗi chỗ khác nhau ha, giá bán mít khác nhau, rồi cái thời vụ lấy khác nhau ha. Thì tùy theo tình hình ở đó mình làm đó. Thì mình chỉ làm theo cách địa phương mình đây thì mình làm ha. Mình quay mình chia sẻ cho các bạn xem, tham khảo giải trí và trao đổi với nhau ha, để mình làm. Thì hiện tại mít mình trên cây cũng còn một số ha, số cây còn, số cây đã đứt trái rồi đó. Hiện tại là mình chỉ tập trung làm dưỡng cây thôi. Thì hiện tại cái bông mít này nó vào bông mít mùa nè các bạn, nó tự chỗ ha, chỗ rất là nhiều. Đó, không cần xử lý mà vẫn ra ha, ra bông tốt đẹp luôn, cây mà đủ lực ra nó ra bông đẹp. Nhưng mà lúc này lúc mình không có lấy bạn, còn lúc cần lấy thì nó không ra ha, bắt buộc phải xử lý thuốc cho nó đều. Để mình làm không có gì như ý muốn ha, ý muốn hết thì ai cũng gào hết rồi, giá lên hết rồi ha. Vừa đâu không phải là vừa đó thầm bữa chứ. Vừa ở đầu bữa nay nằm đọt hơn các bạn. Bắn ra nằm đọt ra thì bọng nó cũng đi theo luôn. Vô tiếp vô mày sợ hả, sợ sao không tiếp không? Giờ bùng cháy đẹp kìa các bạn, chạy sung vậy nè, trường trái rồi ha. Thì đối với một trái này các bạn, thì mình để không có mất sức cái cây mít mình nữa ha, cây mà tốt vậy nè. Nó tốt, nó lực gì đó, thì cây mình lấy một trái là cây mình vẫn sung tốt đàng hoàng, không bao giờ mất sức nữa. Vẫn có thể làm bông tiếp nha. Bữa nay có gió bắt về các bạn, gió đung đưa ha, đừng gương mạnh với mấy trái mít mà làm trên cao nguy hiểm ha, dễ bị phun tay lắm các bạn. Tối con ra mưa cũng khá lớn dòng mà nhà mít mình cũng hết trái rồi, chứ còn mấy trái mà nằm trên trên cao là nó đưa rất
nuôi dòng cũng khá lớn á. Thì cái việc mà đi giật bông này trái còn thì giật lây ra hoài luôn á, mấy ngày mới hết á. Mình giật vậy chứ thấy nó sống hoài nha các bạn, tại vì trong lá mấy cái bông trái nhỏ nó phức á, ngay lây quay từng lễ mười bữa sau cái nó lớn lại hấp giật tiếp nữa. Một số cây còn trái nữa, còn số trái này tưởng này cắt dưới tuần sau nữa là cắt nó hết rồi. Cái nó xấu giật luôn các bạn, nó bự nhưng mà nó xấu bỏ luôn. Lúc chết ngọt cái bự chết đó, bồng quá bồng các bạn, mập mập không ha, bông mùa như lúc này mình đang dưỡng cây nó bở bông ra mập. Nằm bên bơi sạch thuốc vậy. Cây này trên đột quá trời bông luôn các bạn ơi. Bông nhỏ nhỏ đầy chưa. Mấy cây bự này mắc leo lên nhịp nó tới đâu. Cái này chờ nó ăn trái. Gì vậy sâu lông? Chạp đất ăn hả? Chạp đất ăn có thiệt nè. Sẽ ăn bún rồi. Cây này chờ lên trái luôn nè các bạn, nhục quá lớn. Chết luôn rồi Trọng ơi, làm lâu năm mà không biết thế leo nữa, chết rồi. Bốn kết rồi đi chứ với mày. Leo cây leo nổi bà. Hả? Có đi chạy đâu không? Không sao yếu sức vậy? Làm gì? Hả làm gì? Đứng ngồi sọc cái ghét thì quay. Thôi dân giỏng mẹ nằm luôn đi chậu. Ôi trời, cây nó đã không chết luôn mà nó leo rồi. Mà không được. Đứng đây nè, đứng ôm lên, đứng lên tao thọc hai tay. Xuống muốn chết luôn mà không biết chân trời. Đứng ngược là ông nội không? Ông nội đưa cái mình qua bên đây tao dựa vô. Trời ơi. Dân chuyên nghiệp cái gì không biết. Chiên báo á. Má
không biết lên, định lên sớm không? Ai lên sớm? Em lên 6 giờ chút. Mấy cây càng lớn giật cực các bạn. Cái leo lên giật với giật trái trên ngọt. Nhưng mà được cái đổi lại trái nó nhiều, nó bự. Cái gốc này cũng 7-8 năm rồi nè. Gốc này trên là một ống 120 cây. Có cây đáp cũng quan trọng mấy bạn. Cái này ăn dừa thôi. Ê, hai lũ đạn. Vừa béo dữ à. Nghe cái mít cơ các bạn. Ra bông luôn. Mít thì chưa có đủ tàn. Cũng ra bông hết. Giờ mà dọn hết luôn nè. Trưởng cây. Thì làm đây là tôi lấy bông luôn đó các bạn. Cứ gặp bông thẻ hoài. Thì hít mà nó đủ lực rồi nó ra bông liên tục ha. Rồi, video chia sẻ này kết thúc các bạn ơi. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha.